có chỗ nó có rồi mà cho mình tức là mình nhìn hạt Tùy nó bắt vùng đầu thôi, chỗ này bắt thì đầu nó hé còn xanh trên cành. bây giờ bắt đầu hé hé này nó phải chờ có gió cũng có hai Giờ nó mới 25 tuổi à, tuần sau nó khoảng 60 tuổi rồi, tuần nữa là nó rụng. Thanh vàng á thì nó mới lắm, cẩn thận nha Na nha. Đi đến nơi mà riết đây biết là cái nó cây nhìn nào to bắt nhất đầu đây luôn, cây hạt to nhất chứ không phải là cái cây to nhất. quả về đây nó lấy này xuống hay là đi đường khác xuống thì Đấy, đấy, đây theo là cái đường đường xuống đây nè, nó xuống nó ra theo tải em chắc không xuống xuống nổi được, không? em Xuống chắc phơi không nắng dắt đi. đi Hay ngồi xuống đây. chút xíu được. Đây cái đường là đường mòn. Đường Đường mòn mòn Hồ đây Chí mà Minh. không đi đường mòn này. Đường mòn Hồ Chí Minh. Toàn đi đường Xong này bên kia bên kia giờ hái táo ở bên kia. dưới đây mình nhìn lên thấy cái cây mà nhọn nhất á, cái đầu nhọn là trái to nhất ở khu rừng này. Trái to bự nhất Đây luôn phát hiện của con bầu. Tao mới, tại sao nó tên con bầu, tại nó đang có bầu. Đây đang bò từ từ xuống. Chắc chưa rụng đâu Trang ơi. Trời mưa thì lụm cũng khó, chỉ cần gió qua một cái là nó rớt te tua xuống. Quá trời trái luôn. Cái cây này cầu phải 6 mét á. Cao á. Cái gì mà mười mấy mét. Cây này chắc gần 60-70 năm rồi. Nguyên một dãy này toàn là cái cây hạt dẻ cả nhà. Nhưng mà cái này hạt nó trong, cái hạt ở trong nó rất là bé. Đây chỉ có cây này là cái hạt to nhất. Đây cái cây cao nhất. Tới đây thì cái cây là cây cuối cùng của cái, không phải cây kế của cây cuối cùng. Cây cuối cùng là cây kế bên này thì nó lùn. Còn cây cao này nè thì nó bị chận ngang tại một nguyên một cái dãy cây khác. Đây thì cả nhà cứ nhớ là cái chỗ cái chận ngang này thì là cái cây này là cái cây cái trái to nhất, cái hạt to nhất nha cả nhà. Cái nhánh nó thòng xuống, cái trái nó ngang cái tầm tay mình hái luôn. Đây nguyên một chùm gai ơi là gai, nó mở miệng rồi. Đây nó tan, nó mở miệng rồi Trang. Không, ở đây cái lá vẫn còn xanh nhưng mà mở miệng rồi nè. Quá trời luôn, sát xuống đất luôn. Đây. Đây, cái cây này là cây to nhất, hạt to nhất, vàng nhất, ngon nhất, ngọt nhất. Cái gì cũng nhất. Đi hồi cũng nhất, nhất giò.
kia nó còn quất vô nữa. Không, sợ nó lọt xuống dưới hố á. Đúng không? Sáng mẹ nó không biết nó cứ cắm con này kia, con ma cắm đầu chạy mà. Không có nhập nè ơi, ở ngoài tây. Ở ngoài tây đấy. Còn đâu bây giờ mình mà mới ăn sớm á bác Vinh. Lấy kéo cắt quả, về nhà tắt lấy nhân ăn trước. Thùng. Nhưng mà nó trong nó chưa già đâu. Nó còn non mà ăn gì? Không, để cho ăn luôn gai mới ngon. Trị bệnh ngứa miệng á, ngứa họng. Đó, đừng nó lắng tai nó nghe coi Phương nói gì. Trị bệnh ngứa họng á. À, y như ăn cái cốc kìa. Nói nhiều quá ăn này vô hết nói. Bao tay. Cái ngọn nó quằn xuống sát đất luôn, ngay bụng bà bầu. Con Quý có đi đây lần nào chưa? Quý năm ngoái. Đây nè, có bên này nhìn thấy không? Trên này nó có cái trái mà nó há cái miệng nó ra nè. Nó chưa có rụng này, chưa có gió này. Ừ. Cây này dễ nhận ra Trang, tại vì nó đi tới đây là nó cuối rồi đó. Nó cuối rồi nè, chỗ này là cuối, là không có cây nữa. Ờ, thì nó là cái cây cuối cùng của cái khoảng này, dễ kiếm. Đây nhìn cái gốc nó to khủng khiếp chưa. Cây này chắc gần 100 năm rồi á. Đứng đây coi ba ném. Nguyên một chùm mà có một trái nó hả họng thôi. Đứng đây để cho ba ném để cho nó rụng. Bao tay à. Anh Na ra đây, nó rụng xuống bể đầu mày đó. Bể đầu á. Thì con bỏ ra để mẹ làm cho. Đứt tay. Thì con đeo bao tay đi đã. Cầm thôi mẹ. Mẹ quăng hai nhóc ra. Trang không làm. Thôi anh làm. Trang. Má cái bụng bầu còn ráng quăng. Đây đứng đây. Đứng xuống coi. Không, ba không làm đâu, không mẹ không cho ba làm nữa nè. Phát cho mông nó hai cái thì nó ứng cái gì. Đập cho nó một trận. Đeo vào tay đã. Có nghe chị nói mà đó, nó chuyển hướng á. Nó tưởng là nó sẽ đòi theo được ý nó. Nó nghe nói là biết rồi không. Hết hy vọng được ngỏng nhẽo rồi. Đeo vào tay cho ba. Đây ba đi. Nhớ lần trước bác Hiếu Anh mặt cho em tôi thấy không? Rồi chắc rồi đó. Ha, không rụng. Cái này hả? Dạ. À. Không rụng. Cây này nó nhẹ quá, nó khô rồi. Nó khô quá, cây cảnh nó khô quá, nó không có lực. Đó, được hai không trái. Rụng. Được hai trái rụng ra rồi. Ở trong nó có cái một thường là ba nhánh. Nó có ba muối ở trong mà rụng được hai muối, còn muối nằm lơ lửng. Thấy hai cái này lép rồi cái kia mọc á. Quăng sao mà nó trúng ngay cái mặt. Về thành trư bất giới luôn. Rồi, răng xuống luôn. Rồi, mất tiêu luôn. Dụng một quả. Cái thằng kế bên nó cũng hí hí rồi kìa. Đây, dụng trái là mới. Tí nữa ba tính về, bây giờ con có đựng muối xinh thế nào. Ôi trời ơi, con chúa xinh thế. Con chúa của nhà họ Lê xinh thế. Hả? À, con chúa của nhà họ Lê xinh thế. Bèo nhèo như bánh bèo á, xinh cái gì mà xinh xấu quá. Xinh à nè. Không, đứa nào bèo nhèo là xấu. Cầu nguyện cho tối ngày ba cầu nguyện khỏe mạnh mới xinh đẹp mà. Cũng không. Biết cầu nguyện để cho nói cho nó biết hả, nó bèo nhèo là xấu. Cười thì là đẹp. Thấy da, thấy bác Phương không? Cười em mà bác Phương đẹp tuyệt vời. Bèo nghèo là xấu. Đấy, bèo nghèo, đừng có bèo nghèo.
Bây giờ mình đang 5 điểm nha, mình bèo nhào rớt mẹ 2 điểm còn 3 điểm. Mà mình đang 5 điểm, mình cười cái được thêm 2 điểm là từ 7 điểm tới 3 điểm là nó cách sau bao nhiêu 4 điểm. Học giỏi không? Bưng nó ra xong rồi ấy nè. Đổ nó ra, đổ ra hết. Không mất công lượng nó cái kia nữa. Nãy không để riêng. Cái kia này cái tội, cái tội chạy tới nơi rồi mà không hạt nó không rụng, không rụng rồi lụm. Bạn lụm này thôi. Mất công chạy tới đây. Chạy sao tới đây rồi giờ gõ. Gõ cho rớt xuống rồi ngồi đây rồi ép banh nó ra. Banh tách ra được mà. Mấy cây kia cũng có nhưng mà tại táo nó màu xanh á. Không thấy hả? Mình không thấy trái, còn cây này trái nó màu đỏ màu vàng hình dễ thấy hơn. Tụi này trồng cây ngu quá, không để mấy cái băng dài dài cho người ta ngồi. Nó mệt thấy mẹ. Ở bên trái có con cây lùn á Trang. Ăn thử đi, ngon mà hai. Năm nay nó dở trứng không ngon sao? Bên Trang này trái vàng trái đỏ, bên đây trái đỏ không? Năm rồi là giật rung cái cây mà nó rớt lọp xuống. Cảm ơn. Vâng, hơi lùn. Ai lùn hái trái thấp. Ai cao hái trái cao tí. Ăn thử chưa? Út. Táo này nó sao nó trồng không đề tên ta. Ăn thử chưa Trang? Chưa. Nghĩ chắc cũng chua. Bây giờ chắc bị dị ứng táo hay sao ăn vô miệng ngứa ngứa. Cũng được một vỏ rồi đấy. Trời ơi bà bầu lết. Đó, cho ba xác ra đi nè, để em hái cho. Xác ra đi chứ tí nữa đâu xác lỗi đâu. Đi nữa hả? Hái nữa hả? Ủa? Tham mà. Hả? Hái gì dữ hả? Ủa, vì về ép nước để cái này chị để tới khi là nó để chị để có mấy tháng được. Chị đừng không làm dập nó, những cái đồ mình hái này nó đâu có hỏng đâu. Nó đâu có thở không ra hơi.
Phương Sài Gòn Việt Đức xin có lời cảm ơn đến cả nhà đã xem video và đã ủng hộ kênh. Cả nhà có gì thắc mắc có thể vào thẳng Facebook của mình giống như ảnh đại diện ở đây. Và mình sẽ trả lời nhanh nhất như có thể nha cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà mọi sự lành, vạn sự an. Bye bye.